Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trong khám Nguyễn Đức Chung thu nạp đệ tử ra tòa nghênh chiến và đại thắng. Người dân thường hay nói đùa rằng ở Việt Nam công lý là diễn viên hài. Điều này cho thấy nền tư pháp của Việt Nam nó đang diễn chứ không phải đang thực thi công lý, mà diễn là giả tạo, là không thật. Vì thế nên mới có nhiều bản án rất đáng suy nghĩ. Đấy là những người ăn cắp hai con vịt thì bị phạt 7 năm tù, còn kẻ làm thất thoát ngàn tỷ thì lại có mức án chỉ có 3 năm tù, không tương xứng cho các quan chức của đảng. Tội nhẹ nhưng án nặng bởi người đó là phó thưởng dân, còn tội nặng nhưng án nhẹ bởi vì người đó là quan chức cấp cao. Vào năm 2017, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ lúc đó đã có câu nói nổi tiếng rằng: chúng ta sai, chúng ta xin lỗi. Nếu dân sai, dân chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chúng ta, theo ý của ông Mai Tiến Dũng, là quan chức với nhau. Cho nên với tư duy như thế thì quan chức phạm trọng tội nhưng lại chịu bản án rất nhẹ. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Chung đang xuất chiều. Thời phong kiến Việt Nam vừa qua, anh vua nào là Minh Thường để cao câu rằng quân pháp vô thân, tức là phép vua không vì người thân, dù là quan chức cũng phải bị xét xử như thứ dân, thậm chí còn bị nặng hơn để làm gương cho các quan khác. Tuy nhiên, thời Cộng sản, luật pháp Việt Nam đã đi giật lùi. Họ vin vào cái cớ có công với cách mạng hay các loại bằng khen, giấy khen có thể được giảm án. Vậy thì câu hỏi đặt ra là dưới chế độ này, quan chức thu thập được rất nhiều giấy khen hay gia đình có công với cách mạng thì được phạm pháp hay sao? Cho nên người ta nói luật Cộng sản là để bảo vệ Cộng sản và trừng trị người dân, quả không sai. Vào ngày 12 tháng 7, ông Nguyễn Đức Chung đã nộp tới 85 cái bằng khen và hồ sơ bệnh án lên để đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Và kết quả, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã giảm cho ông 3 năm tù giam. Với việc nộp giấy khen để được giảm án như thế, độc giả của Thời báo .d có người chua chát thổ lộ rằng nên đổi tên Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội thành Tòa án bảo vệ quan chức thành phố Hà Nội hoặc Tòa án tha tội quan chức thành phố Hà Nội thì đúng hơn. Đây là hình ảnh đệ tử Trương Quốc Cường xuất chiêu như sư phụ. Có người nhận xét ông Nguyễn Đức Chung ăn tiền thuế của dân để làm nhiệm vụ. Những nhiệm vụ ông hoàn thành là trách nhiệm không thể khen được. Còn những gì ông không hoàn thành trách nhiệm thì phải trừng trị. 82 bằng giấy khen đó, nói cho cùng, cũng do đảng tự tâm bốc nhau mà thôi, chứ đáng lý ra nó không có. Cũng có người cho rằng quan chức của Đảng Cộng sản bịa ra đủ thứ lý do để khen tặng nhau, nhằm sau này họ dùng những thứ đó để thoát tội, thậm chí là tội ác với người dân. Chiêu trò của Nguyễn Đức Chung trước đây giờ đã có người học theo, đó là ai? Đó chính là ông Trương Quốc Cường, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế của Việt Nam. Chính ông này có lúc còn đang đương chức đã ký cho Việt Nam Pharma nhập thuốc ung thư giả vào Việt Nam để phân phối cho các bệnh viện công. Đây là hành động sát nhân chứ không phải là tội nhẹ. Ấy vậy mà tòa tuyên án ông này chỉ mức án có 4 năm tù giam, mức án quá nhẹ so với những gì ông ta sai phạm. Tới chiều ngày 30 tháng 9, sau 2 ngày xét xử và nghị án, Tòa Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên án đối với bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại công ty Việt Nam Pharma, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế và một số đơn vị có liên quan. Theo đó, tòa án quyết định giảm án cho ông Trương Quốc Cường, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế, từ 4 năm xuống còn 3 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là hình ảnh biểu tượng của một thứ công lý diễn trò. Như vậy là ông Nguyễn Đức Chung đã dạy cho ông Trương Quốc Cường cách chạy tội bằng giấy khen, dù hai ông này có gặp nhau trong tổ hay không. Bản án của ông Nguyễn Đức Chung giờ đây như là một cái thứ án lệ bao che cho những quan chức làm bậy. Không chỉ ông Trương Quốc Cường mà còn nhiều quan chức khác sẽ làm đệ tử của Nguyễn Đức Chung, học chiêu dùng bằng khen chạy tội trước tòa. Thế nên người dân mới chua chát nhận xét rằng công lý ở Việt Nam như là một diễn viên hài. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin kéo đàn em rời Quảng Ninh về chính phủ. Thủ tướng chính đang né đòn ông Tổng hay sao? Chuyện ông Tổng bố trí lực lượng điều tra tại Quảng Ninh là hành động muốn tấn công vào sân sau nhà ông Thủ tướng khá rõ. Ông Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh làm nhiệm vụ soi rọi góc ngách của những gì mà ông Thủ tướng đang để lại đây.
Và điều đặc biệt là trước khi ông Tô Lâm thực hiện toan tính dùng ông Nơi chọc vào huyệt của ông Thủ tướng, thì ông Thủ tướng dường như đánh hơi và có bước đi chuẩn bị trước. Theo kết quả của họp kín của Bộ Chính trị vào ngày 14 tháng 7 vừa qua, thì việc thay đổi nhân sự đã được định hình. Trong kỳ họp này, nhiều người nghĩ rằng ông Tổng thao túng việc bố trí nhân sự hoàn toàn, nhưng không hẳn là như vậy. Đến nay đã có dấu hiệu cho thấy ông Thủ tướng cũng đã nhúng tay vào công việc này, chứ không thể để một mình ông Tổng muốn làm gì thì làm. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam hiện nay. Theo thông tin mà Thời báo .d nhận được, Bộ Chính trị dự định đưa ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hiện nay về Ban Kinh tế Trung ương để chờ trảm như trường hợp của ông Nguyễn Thành Phong. Thay ông Nguyễn Văn Thể sẽ là ông Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Đây là sự chám chỗ được cho là có dấu ấn của ông Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, dấu ấn ông Phạm Minh Chính rõ nét nhất là việc kéo được người của ông chám vào chỗ trống mà ông Trần Văn Sơn đã để lại. Được biết, khi ông Trần Văn Sơn rút đi thì ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh chám vào. Đây là hành động giúp đàn em đi khỏi phòng khi quân của ông Tô Lâm quay nát tỉnh Quảng Ninh. Ông Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh sẽ nắm quyền điều tra những quan chức dưới quyền quản lý của ông Nguyễn Xuân Ký. Mà một khi sợi dây điều tra lần tới ông Ký thì Phạm Minh Chính cảm thấy bất an. Bởi ông Nguyễn Xuân Ký đã được ông Phạm Minh Chính can thiệp để được nắm chiếc ghế béo bở này. Như vậy là trước khi ông Tô Lâm cài người về Quảng Ninh, ông Phạm Minh Chính đã ngửi thấy mùi chẳng lành và đã ra tay trước đó. Thiên hạ thường nói rằng tiên hạ thủ vi cường, nghĩa là ra tay trước sẽ giành được lợi thế. Và trong trường hợp này, ông Phạm Minh Chính đã có bằng sự tác động rất phức tạp. Ông rút đàn em về chính phủ ngồi sát bên ông để tránh đêm dài lắm mộng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Theo một số ý kiến đánh giá rằng hành động cài lính thiện chiến Đinh Văn Nơi là ý của ông Tổng và ông Tô Lâm, chỉ có việc lựa chọn để triển khai. Ông Tổng không biết lính nào của ông Tô Lâm là thiện chiến, chỉ có ông Tô Lâm mới biết điều đó mà thôi. Với việc ý đồ của ông Tổng đã bị Phạm Minh Chính đón biết, thì xem ra đối thủ chính trị của ông Thủ tướng là ông Tổng, chứ không phải là ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Hành động rút đàn em ra khỏi Quảng Ninh vừa lúc khi ông Tổng dở chiêu cài người về, điều tra thì cho thấy là một cách né đòn rất cao tay của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Hiện tại ông Tô Lâm không xem ông Thủ tướng ra gì, bởi vì ông Tô Lâm vốn không phục Phạm Minh Chính từ lúc hai người cùng ở Bộ Công an. Một phần cũng vì ông Tô Lâm làm lính tiên phong cho ông Tổng mà không ngán ông Thủ tướng, chứ thực ra khả năng làm chính trị ông Tô Lâm không thể sánh bằng ông Thủ tướng Thanh Hóa cho được. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm và Nguyễn Phú Trọng ra đòn hiểm nhưng ông Thủ tướng đã né được. Hiện tại, ông Thủ tướng đang dính đến sai phạm Việt Á và chuyến bay giải cứu. Đây là cơ hội lớn nhất để ông Tổng dìm ông Thủ tướng, tạo cơ hội cho ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bứt phá tiến lên chiếc ghế Tổng Bí thư. Tuy nhiên, nếu đã dùng hai vụ án này mà không dìm được ông Thủ tướng, thì 3 năm sau ông Thủ tướng mạnh lên thì khó có cơ hội cho ông Vương Đình Huệ bước tiếp. Để đấu với Phạm Minh Chính, một mình Vương Đình Huệ sẽ không phải là đối thủ. Một mình Tô Lâm thì cũng không thể là đối thủ. Hai người này có thể thắng chỉ khi dựa vào ông Tổng. Với trò né đòn ông Tổng như thế thì e rằng trừ ông Tổng ra không ai là đối thủ của ông Chính cả.